Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó luôn. Còn đối với những bạn nào đó ha mà mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên nè, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại, mỗi một tháng một lần mình sẽ đi mua 200 thùng mì để mà đi phát cho những người vô gia cư ha mọi người ha. Tầm khoảng cỡ vài ngày thôi, sau khi mà mình đi Châu Đốc về là chắc có lẽ là mình sẽ đi phát mì và mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Rồi thì do hôm nay là tập dự phòng, mọi người cũng đã biết rồi, mình không có thể đọc tên của những bạn đã comment ở tập 513 được. Đâm ra là mình sẽ vào chuyện luôn ha mọi người ha. Thì cái câu chuyện ngày đầu tiên của ngày hôm nay á, là do một bạn có cái tên rất là đẹp, tên là Trang Đài. Bạn đã gửi về cái trang fanpage, cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Câu chuyện này là xảy ra trong gia đình của bạn luôn ha, nói về bà ngoại của bạn. Thì bà ngoại của bạn đã mất rồi và những hiện tượng ma liên quan tới bà ngoại. Nhưng mà trước khi kể những hiện tượng ma, mình kể về cái cuộc sống của nhà bạn đã. Bà ngoại thì từ nhỏ tới lớn bạn không có được ở chung với bà ngoại, và ngay cả mẹ cũng vậy luôn. Bởi vì cái thời điểm đó đó thì bà ngoại nha là có một cái người em nữa. Thì khi bà ngoại sinh ra mẹ rồi, do cuộc sống khổ cực ra sao đó thì gia đình mọi người ha, mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh, mình không có biết được. Và bà ngoại đã gửi mẹ đi cho một cái người bà con để mà nuôi, rồi sau đó là bà ngoại đi buôn ba, đi làm ăn gì đó. Suốt một cái khoảng thời gian dài rồi sau này mẹ cũng đi lấy chồng này nọ luôn, thì tình cảm mẹ con không có được kháng khích, do là cũng không có gần nhau đó. Đương nhiên cái bổn phận làm con thì mẹ vẫn chu toàn được, nhưng mà nói về mến tai, mến chân, thân thiết như là những mẹ con khác thì không có. Đó là tới khi mà sanh ra bạn Trang Đài rồi, thì từ nhỏ tới lớn luôn là bạn cũng không có sống chung với bà ngoại. Thì cũng lâu lâu cũng gặp nói chuyện chơi như vậy thôi chứ cũng không có gì. Bà ngoại thì sau khi mà lớn tuổi rồi là bà ngoại mới ở chung với cái người em út của bà ngoại. Thì ba mẹ có xây được căn nhà mới ngỏ một cái lời, mới nói là thôi mẹ ơi, ý là bà ngoại đó, mẹ ơi thôi con xây nhà mới rồi, mấy chục năm nay thì mẹ con mình không ở chung với nhau, thôi giờ mẹ cũng lớn tuổi về đây để cho con với chồng con với lại cháu ngoại của mẹ đó phụng dưỡng cho mẹ tuổi già. Thì mẹ thì nói chung bà ngoại á là một cái người, mình dùng cái từ này nó hơi kỳ nhưng thật sự là nó kiểu như bà ngoại rất là cứng đầu. Nói thôi tao ở bên đây quen rồi, xong rồi tao đó giờ hả, mẹ con mình vậy là cũng được rồi, chứ tao đâu có đòi hỏi tụi bay báo hiếu tao đâu mà tụi bay làm vậy làm chi. Rồi cũng năn nỉ qua năn nỉ lại riết từ từ đó nha, bà ngoại rất là cố chấp luôn, cho tới một mức độ đó rồi thì bà ngoại cũng ok đó, thôi bây giờ cuối năm rồi chuyển nhà nọ đồ nó cũng cực, thôi để đầu năm đi, để đầu năm đi là sẽ chuyển nhà vào ở luôn. Là lúc đó thì cứ tưởng đâu là bạn cũng mừng nữa, bạn Trang Đài bạn cũng mừng nữa, là bây giờ bà ngoại đã về ở chung rồi, mình có cơ hội báo hiếu, mình cũng có bà ngoại này nọ đồ, cũng có bạn bè kiểu như vậy. Nhưng cái chuyện đó đó là không có kịp xảy ra mọi người. Trước một tháng để mà chuẩn bị dọn vào ở nhà mới đó thì bà ngoại có lên một cái cơn đau tim và mới đi nhập viện. Thì khi mà gia đình tụ tập lên trên bệnh viện hết trơn rồi đó, thì lúc đó bác sĩ đã nói là bà rất là yếu rồi, bây giờ là chỉ là đang chết lâm sàng đó. Nếu mà rút ống thì bà đi thanh thản, còn nếu mà để như vậy thì có thể là bà sống một cái cuộc sống thực vật và nó đau đớn lắm, và cũng giống như là nằm một chỗ như vậy thôi. Thì mẹ không chịu đó, mẹ nói trời mấy chục năm nay mẹ con tôi không ở chung với nhau, bây giờ có cơ hội mới vừa mời mẹ về ở chung mà như vậy rồi, bây giờ mẹ có là người thực vật thì cũng chấp nhận luôn, cũng nuôi mẹ luôn, không có bao nhiêu tiền hết trơn, nuôi luôn. Nhưng mà rồi gia đình cũng có người nói ra nói vô, nói thôi bây giờ để như vậy đó. Thì cái người mà đau đớn nhất đó chính là bà ngoại. Nói chung ra đó, khi mà giữ bà ngoại lại để mà nuôi bà ngoại trong một cái chết lâm sàng như vậy, trong một cái người thực vật như vậy là cái sự ích kỷ của mẹ thôi. Chứ nếu mà cái người đau đớn nhất là bà ngoại. Bà ngoại từ nhỏ tới lớn là hay đi đây đi đó buôn ba buôn bán, mà bây giờ cứ bắt bà ngoại phải nằm một chỗ như vậy là không có được. Cuối cùng tranh cãi mấy ngày trời, bắt đầu là mới đưa ra quyết định là sẽ rút ống mọi người. Thì cái này mình nói trước nha, không có trách ai được. Thì mình cũng đã giải thích rồi, nó có trình tự, nó có luân lý cả. Thì mỗi một gia đình sẽ có một ý kiến khác nhau về chuyện rút ống hay không rút ống. Cái này là mình chỉ là cái người kể lại thôi. Thì sau khi rút ống rồi thì mẹ cũng nói thôi, bây giờ chắc là để tổ chức đám ma ở nhà mới. Nhưng mà gia đình lại tiếp tục không chịu, nó không được. Mười mấy năm nay khi mà bà ngoại mày bắt đầu là không còn đi làm được nữa, là ở chung với lại em út của bà ngoại. Bà ngoại chưa bao giờ bước qua cái nhà mới của mày hết. Rồi bây giờ mày làm đám ma ở đó thì bả có biết đường đâu mà bả về, kiểu như vậy. Thôi cứ để đám ma làm ở nhà của em út của bả đi. Rồi mày thương đó thì mày ghé ngang, mày đốt nhang này nọ được rồi. Rồi cũng ok. Thì trong 3 ngày đám ma không có gì hết, cho tới khi mà chôn cất cũng không có gì hết. Lúc này là có bàn vong và bắt đầu chuỗi 49 ngày kinh dị. Ngưng lại một chút xíu, bà ngoại thì bà có một cái thói quen á, là bà rất là tằn tiện. Đâm ra đó là khi mà đi ra ngoài đường á, là có cái gì bỏ, thậm chí là cái rổ nè, cái tô, cái chén, cái muỗng, cái lo, cái đài, cái ghế sofa này nọ đồ. Cái gì mà cũ kỹ ngoài bãi rác á, mà thấy còn xài được là bà ngoại đều lôi về nhà, không xài thì bỏ trong kho. Mà trong khi nhà đó, là nhà ở ké với lại cái người em út của mình. Thì cái người em út của bà ngoại có một cái người con tên là chị Nga. Thì chị Nga khá là khó chịu với những cái hành động đó của bà ngoại. Lúc này bà ngoại mất rồi thì chị Nga mới dọn hết cái đống đó. Không phải là mình nói là cố tình đâu, mà thật sự thôi, bây giờ người mất rồi thì đồ để làm cái gì nữa, đúng không? Thành ra là mới dọn đi hết và mới đem đi giục hết toàn bộ luôn. Cái đêm thứ tư sau khi mà chôn cất bà ngoại thôi. Đêm hôm đó chị Nga chỉ đang nằm ngủ. Thì bên kia phải kêu bằng chị thì nó hơi kỳ, kêu bằng dì Nga mới đúng ha mọi người ha. Kêu bằng dì Nga. Thì dì Nga dì nằm mơ á, chị thấy một trong giấc mơ nha, là bà ngoại đi về, mặc đúng cái bộ đồ khi mà rút ống bà ngoại đó, mặc đúng cái bộ đồ như vậy nha, mà đi sấn vô mọi người. Trong giấc mơ đi sấn vô cửa mà chỉ mà xỉ vô mặt dì Nga này nè. Mày không hài lòng tao cái gì á, mày nói với tao đồ đạc tao để ở trong nhà mà tao chưa có đi mà mày giục hết trơn rồi. Mày lo mày liệu cái hồn của mày đem đồ về hết cho tao nha. Đồ đó là đồ của tao nha. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê đổ nhiễu nhão. Sáng hôm sau vừa kể mà vừa khóc. Lúc đó thì do là mới đám ma xong, đâm ra là căn nhà khá là đông. Anh chị, cô, chú, em, bạn bè rồi mẹ nọ đồ là tụ tập trong căn nhà đông lắm. Mới kể lại toàn bộ câu chuyện đó hết. Bây giờ vừa khóc vừa nói, trời ơi trời, giờ em giục ở đâu em còn không nhớ nữa. Cả trăm món đồ mà bây giờ á, bả kêu em đi gom về biết chừng nào em mới gom cho đủ. Rồi em gom không đủ á, rồi đêm nào bả cũng hiện về bả nấu vậy hết, chắc em chết quá. Rồi mẹ thấy vậy mới nói vậy thôi cứ đi ra bãi rác coi có được món nào gom về đâu 5-7 món đi. Rồi đi ra bãi rác thì còn những cái đồ mà bự bự đó mà người ta chưa có ginh được đó. Ví dụ như cái ghế này nọ rồi đó là đem về để trước bàn thờ đó đó. Rồi mẹ mới thắp nhang lên mà nói thôi má ơi, tại vì nó không biết, tại vì nó thấy đồ má cũng mất rồi, nó nhìn thì nó cũng thương tiếc má, thành ra nó giục vậy thôi để cho nó động nhà nọ rồi thôi. Thôi má không đồng ý đó, bây giờ nó gom được về gì nó gom thôi, má đừng có báo mộng cho nó, má hù nó nữa. Rồi xong thắp cây nhang lên, nhang cong vòng mọi người. Rồi 2-3 đêm sau dì Nga không còn gặp gì nữa. Đó là cái hiện tượng đầu tiên. Cái hiện tượng thứ hai là do mẹ của bạn Trang Đài gặp luôn. Đó hình như là cái thất thứ nhất hay sao đó. Cũng là nằm mơ thôi, cũng là báo mộng thôi, nhưng mà rất là thật nha mọi người nha. Đang nằm mơ ngủ như vậy ha, bắt đầu là mẹ thấy cũng là bà ngoại hiện về. Bà ngoại mới sấn vô trong nhà như vậy nè, lại chỉ mặt mẹ của bạn này tên Cúc. Ê Cúc! Đứng không phải sấn vô nhà mà mình nói là đứng kế bên bàn thờ. Lúc đó là mẹ trong giấc mơ mẹ thấy là mẹ đang dọn bàn thờ. Thì bà ngoại mới sấn vô đứng kế bên bàn thờ mà chỉ vô bàn thờ nè. Ê Cúc, tao chưa chết mà mày làm gì mày lập bàn thờ, mày thờ ai vậy mày? Mày chù tao chết hay gì? Tao chưa chết mà sao mày lập bàn thờ làm cái gì? Hả? Biến mất. Giật mình tỉnh dậy cũng mồ hôi mồ kê không. Thì thôi giấc mơ mà mọi người cũng đơn thuần. Nhiều khi lúc mà còn sống bà ngoại cũng hay trách móc này nọ đồ. Thì mình mơ mình thấy vậy cũng không có gì. Thôi sực nhớ rồi, thôi chắc mình ra mình dọn bàn thờ. Chắc bây giờ tàn nhang cũng rớt nhiều rồi đó. Tại vì bàn thờ 49 ngày mọi người, nhang lúc nào cũng nghi ngút á. Đi ra dọn, trời ơi. Lúc đó đó có nghĩa là những cái đồ vật ở trên cái bàn vong đó nó được xốc xếch, nó được di chuyển mà nhìn nó rất là bài bừa ở trên cái bàn vông đó luôn. Trong khi mẹ là một người rất là kỹ tính, mẹ để là chung nước ra, chung nước bàn thờ mà mọi người, dĩa này ra dĩa kia này nọ đồ mà bây giờ lục tung hết trơn luôn. Mẹ mới hỏi hết những người ở trong nhà, hỏi mấy đứa nhỏ có ai phá quấy gì không, mà thật ra cũng không ai có. Lúc đó mới biết giấc mơ đó là sự thật, chứ không phải là giấc mơ đơn thuần nữa. Rồi cũng khấn lên, nói thôi má ơi, con biết là má cũng chưa có bằng lòng khi mà má mất như vậy, con cũng xin lỗi, nói tùm lum hết nha. Rồi mướn sư thầy về bắt đầu đọc kinh đọc kệ suốt 21 ngày. Tốn cũng khá là nhiều tiền luôn. Cái mục đích kêu sư thầy về tụng niệm đó để làm gì? Không phải là để nhốt, để mà trấn mẹ lại. Có nghĩa là giảng đạo cho mẹ, giảng cho mẹ biết là mẹ đã mất rồi. Mẹ nhẹ nhàng đi để mà mẹ quanh quẩn trong nhà hết 49 ngày. Mẹ đi đầu thai hay mẹ đi lên chùa gì đó, là cái mục đích kêu sư thầy về là như vậy. Thì khi mà làm như vậy không phải là hết 49 ngày đâu mọi người, mà chỉ làm tới thất thứ 3 thôi. Tại vì thất thứ 3 là ngày 21 đó nha, 7, 3, 21 ngày đó cũng là một cái thất rất là quan trọng nha. Đó thì tới cái thất đó là ngưng, không có tụng niệm nữa. Lúc đó thì sư thầy cũng nói thôi, như vậy là cũng đủ rồi, không có cần phải niệm tới 49 ngày dữ đâu. Làm như vậy thôi là chắc là người nhà người ta cũng đã hiểu rồi. Thì theo như sư thầy nói, sư thầy cảm nhận được trong những cái lần mà ngồi đọc kinh để mà niệm đó, thì sư thầy không có thấy nha, không bị chọc nha, mà người ta có cái tâm linh mà mọi người. Sư thầy nói, sư thầy cảm nhận được là cái người mất ở đây, người ta lúc mà còn sống thì khá là cứng đầu, khá là cố chấp trong bất kỳ cái chuyện nào đó. Lúc này người nhà mới kiểu như đồng ý, đúng rồi, thì lúc mà bà ngoại sống, bà ngoại rất là cứng đầu và cố chấp. Có nghĩa là khi bà ngoại mất rồi mà bà ngoại vẫn không nghĩ là mình mất luôn. Cố chấp tới như vậy mới hiện về, mới chửi người này người kia như vậy. Nhưng mà rồi thôi, hết 21 ngày thì bà ngoại cũng đã chấp nhận rồi, không còn quấy phá những người trong nhà nữa, nhưng vẫn hiện về. Đó chính là cái ngày 22, là sau khi mà chào tạm biệt sư thầy rồi gửi tiền nhang đèn rồi xong nha. Là tới cái đêm 22 đó thì mẹ kỹ mà, do là mẹ sợ là mình đốt nhang như vậy 12 giờ 1 giờ mình đốt mà mình vô mình ngủ quên, nó nhang nó tàn, nhiều khi đó là nó rớt cái tàn nhang xuống, nó cháy bàn thờ, không nên. Cứ tới 2-3 giờ thì bắt đầu đi dậy dọn bàn thờ, xong rồi sẵn mình cũng đi tiểu đi tiêu luôn đó. Thì lần này khi mà đi dọn bàn thờ như vậy mới nghe cái tiếng mà sột soạt ở ngoài sân nha. Ở ngoài sân có trồng một cái vườn chuối nho nhỏ, thì cũng cứ tưởng đâu là chuối, thì thường là có dơi nó bay vô hay là mèo chó gì đó. Thì mới nhìn ra ngoài đó thử, trời ơi, nhìn ra đó thấy rõ ràng bà ngoại, cái tướng khum khum, rồi mặc cái bộ đồ mà bông nhí mà đi vòng vòng cái vườn chuối đó, mà cầm cái cây que mà chỉ lên như vậy nè. Giống như lúc sinh thời đó, bà ngoại kỹ tính mà, tằn tiện mà, đâm ra là hay điếm, mà điếm từng nải, một nải là nó có bao nhiêu hoài, một hoài bao nhiêu nải, xin lỗi, một hoài chuối bao nhiêu nải chuối này nọ, rồi điếm từng chút, đợi cái ngày nó chín để mà là đem xuống đi bán. Là cứ đêm nào cũng ra điếm, sợ ăn cắp ăn trộm hay là sợ cái này cái nọ. Đó là cái thói quen của bà ngoại hàng đêm. Bây giờ bà ngoại hiện về y chang, không phải hoa mắt đâu nha. Mẹ nói mẹ đứng ở đó đó, mẹ dòm bà ngoại 2-3 phút đồng hồ mà nước mắt tuôn như vậy nè. Tại sao vậy? Cả một cuộc đời mình không có được gần mẹ mình, bây giờ mình mới vừa chuẩn bị rước mẹ mình về để mình báo hiếu tuổi già mà mẹ mình lại mất đi. Bây giờ thấy cái khung cảnh đứng như vậy, hiện về làm những hành động như vậy, ai mà không đau buồn, phận làm con mà mọi người. Đó, rồi mà nhìn 2-3 phút đồng hồ nha, rồi sau đó là bà ngoại mới đi vô trong bụi chuối là biến mất tiêu. Rồi lúc đó là biết bà ngoại không còn chọc người trong nhà nữa, nhưng mà vẫn quanh quẩn trong nhà như vậy. Rồi tiếp theo á, là tới bạn Trang Đài. Thì thời điểm này thì bạn ở nhà mẹ của mình, chứ bạn không có ở nhà của người em út này. Mẹ thì mẹ, do mẹ thương thành ra là 49 ngày mẹ bỏ nhà luôn, mẹ túc trực bên đây luôn, lâu lâu mới về thôi. Thì bạn Trang Đài lâu lâu bạn cũng qua bạn thắp nhang cho bà ngoại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng thăm nom mẹ mình. Thì khi ở đây á, lâu lâu bạn cũng có ở lại 1-2 đêm đó. Thì bạn không có gặp gì nha, bạn chỉ nghe cái tiếng bước chân thôi. Nhưng mà nó có liên quan đến câu chuyện phía sau mọi người nghe em. Thì bạn nghe cái tiếng bước chân như vậy, mới đầu bạn nghe, tại vì bạn cũng từ nhỏ tới lớn bạn không có gần gũi ngoại mà, thành ra bạn đâu có biết phân biệt được là cái tiếng bước chân đó là của ngoại đâu. Khi nào mà mình quấn quýt từ nhỏ tới lớn, mình nghe cái hơi thôi là mình biết. Còn cái này do là xa cách về địa lý thành ra không có biết. 1-2 đêm đầu tiên cứ nghe tiếng bước chân như vậy, thì lúc mà sáng chuẩn bị về mới nói với mẹ nó, bộ tối qua mẹ đi ra mẹ dọn dẹp ở bàn thờ của ngoại hay gì. Nói đúng rồi con. Nói trời ơi, hèn gì tối qua con đang ngủ, Con nghe tiếng dép lẹp bẹp, trời ơi con hết hồn, con tưởng đâu ngoại về. Thì mẹ mới nói tỉnh bơ á, ngoại về đó mày, tao trong nhà tao làm gì tao mang dép, có bà ngoại mày có thói quen mang dép ở trong nhà vậy đó, chứ tao trong nhà trong cửa tao đâu mang dép mang chân không mà làm gì nghe tiếng dép, chắc ngoại mày về đó rồi mày nghe lúc mấy giờ. Nó dạ con nghe đâu cũng khoảng cỡ 3-4 giờ đó, rồi ngoại mày đó, chứ tao dọn bàn thờ, tao dọn một mấy tao ra tao coi nhang đèn đồ kỹ lưỡng xong là tao vô tao ngủ ha, còn dắt 3-4 giờ thôi, chắc ngoại mày đó. À rồi lúc đó thì ngay từ lúc đó đó bạn Trang Đài, bạn biết à cái tiếng dép mà mình phải gọi, mình phải dùng cái từ là tiếng dép đặc trưng. À cái tiếng dép đặc trưng đó là của bà ngoại. Và trong vòng 49 ngày sau cái ngày 21 đó nha, là còn khoảng cỡ 20 mấy ngày đó, là bạn nghe thường xuyên. Cứ qua đây mà ở với mẹ, sáng ở chiều về không sao, mà ngủ lại với mẹ là nghe. À rồi hết 49 ngày rồi bắt đầu là mẹ cũng về, cũng làm 49 ngày xong cũng về. Cái lúc này thì mẹ mới, lúc thời gian đầu là mẹ chưa có thỉnh hình thờ của bà ngoại về thờ đâu. Khoảng thời gian sau nữa, lúc này là hầu như là quên luôn rồi, hầu như là bạn Trang Đài bạn không còn nhớ gì tới bà ngoại nữa cả. Thì tầm khoảng cỡ 3-4 tháng sau bắt đầu là bạn mới cấn bầu, lúc đó là bạn cũng đã có chồng, bạn cấn bầu, bạn ở với lại mẹ ở nhà. Thì cái thời điểm bạn cấn bầu cũng là cái thời điểm mẹ mới quyết định là mẹ sẽ thỉnh một cái hình thờ về để mà thờ bên đây. Tại vì cũng cách trở địa lý quá đi, chạy từ nhà này chạy qua nhà kia cách 10 mấy cây số. Mà chạy qua chạy lại hoài, thắp nhang hoài, trong khi mình muốn thương bà ngoại, thương mẹ mình. Thành ra là mới quyết định là thỉnh cái hình thờ về nhà để mình thờ cúng ở nhà luôn cho nó dễ. Thì khi mà thỉnh cái hình thờ về nhà, bắt đầu bạn Trang Đài này bạn lại nghe bầu bì mà mọi người trời ốm ngén, rồi bắt đầu ói, rồi tiểu đêm, tao nói ha, là nó đủ thứ hết trơn đó. Rồi nó nực nội nữa, mà bây giờ còn thêm một cái kinh khủng nữa là cái tiếng dép đặc trưng hồi nãy mình nói nó xuất hiện liên tục. Liền xì bốc đêm nào như đêm nấy, đúng 1-2 giờ là đi. Giống như cái kiểu mình nói cho mọi người đơn giản, tại sao đi nhiều dữ vậy? Bởi vì khi mà thỉnh bà ngoại về giống như là một người, mọi người được về một căn nhà mới. Mọi người phải đi tham quan chứ đúng không? Mình phải đi chỗ này, chỗ kia, mình coi cái ban công, mình coi cái cửa sổ, mình coi cái toilet, mình coi cái phòng ngủ. Thì bà ngoại cũng giống y chang như vậy. Bạn này do bạn có bầu, chắc chắn là không có ở trên lầu được rồi. Bạn ở để một cái phòng ở tầng trệt của bạn như vậy. Là bạn cứ nghe suốt, cứ đêm từ 1 giờ tới 1 giờ rưỡi, nửa tiếng là nghe tiếng dép lẹp bẹp, gọi là tiếng dép đặc trưng mà. Đi từ cửa, vô bếp, vô toilet, thậm chí còn giật nước nữa. Rồi đi cầu thang, đi lên lầu, đi vòng vòng như vậy, cỡ nửa tiếng là ngưng, hết. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên hỏi mẹ thì mẹ cũng nói không có. Ngày thứ hai hỏi mẹ cũng nói không có. Mà cứ hỏi hoài như vậy thì lúc đó thật sự là bạn này bạn cũng thương. Bạn nói không lẽ giờ mới nói mẹ ơi bà ngoại về tới đây rồi, mẹ ngoại hù con dữ quá thì con không có ngủ được. Nói vậy mất công bà ngoại lại, mẹ lại không có, mẹ buồn. Mẹ nói là do mình thờ bà ngoại nó mà bây giờ nó nói vậy mình buồn, không có dám nói. Nhưng mà chịu đựng khoảng cỡ 10 ngày, 10 mấy ngày chịu hết nổi rồi. Mọi người nghĩ đi, bầu bì mà, đi đứng nó khó khăn rồi, còn hay đi tiểu đêm rồi tính tình á, thì nó cấu gắt, gặp cái tháng đó rớt vô những cái tháng hè nó nóng nực oi bức. Mà ngủ không được rồi gặp thêm tiếng dép nữa thì rất là dễ bị stress. Đâm ra thì bạn chịu hết nổi rồi, bạn sợ mình sẽ bị động thai. Bạn mới nói với mẹ mình, mẹ ơi, mấy ngày nay con nghe tiếng dép vậy vậy. Mà con khẳng định với mẹ luôn đó, tiếng dép đó đó là của bà ngoại. Cái lần mà lúc mà ở bên nhà bên đó, trong vòng 49 ngày con nghe suốt, con biết rồi, con quen rồi. Dép của bà ngoại đó mà bà ngoại bả đi vậy hoài. Con ngủ không được, con sợ con động thai tới nhỏ trong bụng của con nè. Con mới dám nói mẹ. Lúc đó thì mẹ mới dẫn bạn ra mua đồ cúng, đi thẳng ra ngoài nghĩa trang luôn, tới cái mộ của bà ngoại luôn, thắp nhang lên mới nói thôi má ơi, con thỉnh cái hình của má về con thờ như vậy đó, thì con cũng muốn là báo hiếu cho má. Lúc còn sống con không báo hiếu được thì bây giờ con nhang đèn cho nó nghi ngút, cho nó đầy đủ. Nhưng mà Trang Đài đây nè, nó bầu bì rồi, đó cũng là cháu cố của má. Thôi má đừng có về á, má đi tới đi lui như vậy má đừng làm, sao má cho nó nghe. Chứ để nó nghe vậy nó ngủ nghỉ không được, má biết mà, đàn bà với nhau bầu bì như vậy đó rồi tội nhỏ, nhiều khi nó động thai rồi con cháu của mình nó không được sinh ra đời, tội nghiệp lắm. Đó là nói là than thở như vậy, thắp nhang lên cúng kiến đồ xong đốt với tiền vàng bạc về là coi như là im ru. Cho tới hiện tại bây giờ luôn, không còn thấy bất kỳ cái hiện tượng gì luôn. Nhưng cái sự cảm nhận là có nha. Ai cảm nhận đó là mẹ. Nói gì thì nói. Mẹ con với nhau mà mọi người da kề da với nhau, rứt ruột đẻ ra mà nó phải có một cái dây. Nó có một cái cọng dây kiểu như là giác quan thứ 6. Mẹ luôn cảm nhận được là bà ngoại vẫn ở trong nhà. Mẹ rất là mừng bởi vì bây giờ dù bà ngoại đã mất, nhưng mà cái vong hồn của bà ngoại đã chấp nhận, đã không còn cứng đầu nữa, mà đã về với lại mẹ để cho mẹ thờ cúng này nọ cho nó đàng hoàng. Và lúc nào mặc dù nhà có vong như vậy, nhưng mà nhà lúc nào cũng ấm cúng cả. Đó là cái sự cảm nhận của mẹ nó lên. Và mình tin cái điều đó. Mình tin điều đó bởi vì mình cũng có bà ngoại, mình cũng có má, và giữa má mình và bà ngoại thật sự có tồn tại cái giác quan thứ 6 như vậy. Đó là má mình cũng là một trong những người rất là coi trọng những cái chuyện mà cúng kiến nha mọi người nha. Thành ra cái câu chuyện này mình kể mình rất là tin và mình hy vọng mọi người cũng sẽ tin giống như mình. Đó, rồi đó là toàn bộ cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn tên là Trang Đài. Bạn đã gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Rồi thôi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Thì trước khi qua cái câu chuyện thứ hai, một vài giây phút quảng cáo kinh dị đã sắp diễn ra. Thì mấy bữa nay thì mình cứ khô cách hiệu hoài, chắc là mọi người cũng chán ha. Nhưng mà chán chứ không có ngán nha mọi người. Khô cách hiệu mình không bao giờ ngán. Thì thôi bây giờ là mình sẽ giới thiệu cái hũ khô bò viên. Thì nói lại ha, mình đã nâng cấp cái hũ rồi, nhìn nó rất là sang. Thật sự là khán giả mua hàng của mình khen rất là nhiều. Cái này khui lên á, đi trao, đi tặng này nọ đồ á, là người ta rất là thích. Bởi vì nó rất là sạch sẽ và nhìn nó rất là lịch sự luôn. Đó là mình không có hối hận khi mình, mặc dù là cái hũ này nó mắc hơn hũ kia nha mọi người nha, nhưng mà thôi vệ sinh cho mọi người vừa lòng mà được. Thì khô bò viên không cần phải nói quá nhiều, một cái món được mọi người rất là tin tưởng và ủng hộ rồi. Nó là một cái dạng viên, dạng nén viên như vậy, một hũ như vậy là 300 gram. Tuy mà nhỏ thôi nhưng mà cái trọng lượng nó bằng luôn hũ khô cá thiều luôn đó mọi người. Đổ ra ăn cũng nhiều lắm nha, và rất là thơm, và gia vị tẩm ướp á, nó rất là đậm đà luôn. Rồi thì một hũ như vậy là 300 gram mình bán với giá là 170.000, ăn rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn nha. Ngon như chuyện ma Vũ Mập vậy đó. Rồi thì mọi người muốn mua hàng hãy vào cái trang web anvacvũmập.com để đặt hàng. Còn không có thể là liên hệ Zalo cũng được, liên hệ Facebook cũng được, hoặc là gọi số hotline trên trang web cũng được luôn. Đó thì hôm nay mua ở Sài Gòn thì mai có, còn nếu ở những tỉnh thành khác thì có thể là 3-4 ngày có. Và tiền ship thì cũng rất là rẻ thôi, và mình giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi cảm ơn mọi người, hết những giây phút kinh dị về quảng cáo nha. Rồi thôi bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này là do một bạn gửi về cái Zalo cho mình, nhưng bạn xin phép giấu tên. Thì khi bạn giấu tên như vậy thì mình xin phép mọi người mình đặt tên cho bạn là tên là Thư đi ha. Thì bạn Thư này bạn có gửi về một cái câu chuyện khi mà bạn là du học sinh ở bên Hàn Quốc. Lúc đó bạn đã gặp được những cái hiện tượng ma bên Hàn Quốc và nó rất là kinh dị luôn. Khi bạn qua bên Hàn Quốc á, là hiện tại bây giờ thì bạn đã về Việt Nam rồi. Nhưng mà lúc bạn ở bên Hàn Quốc là bạn ở bên Seoul. Lúc đó thì bạn nói là cái chuyện mà mướn phòng trọ hay là mướn nhà nọ đồ bên Seoul đó, nó có giá nó rất là cao. Thì lúc này ở bên Hàn Quốc mới ra một cái giống như là một cái chương trình để mà tạo lên những cái nhà trọ giá rẻ, nhà trọ một người. Thì theo như bạn nói bên đó người ta gọi lọc là cô si quân. Những người nào ở Hàn Quốc chắc biết ha, là những cái phòng trọ một người thôi. Thì mới đầu á là bạn ở trong một cái nhà trọ này, một cái mình gọi là nó giống như một cái ký túc xá đi. Thì bạn ở cái ký túc xá một là nó đối diện với trường học của bạn luôn. Bạn ở đây đó thì cái giá phòng nó cũng tương đối nha. Nhưng mà bạn nói là thứ nhất á, là nam học sinh cũng nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó ồn ào, nó phức tạp. Và cái thứ ba nữa là cái phòng nó nhỏ. Nhỏ thì đồng ý là ở một người mà, nhưng mà nó quá nhỏ đi. Và cái thứ tư nữa là nó cũng không có vệ sinh. Nó cũng kiểu như là nó hơi dơ bẩn chút xíu. Bạn ở đâu 1-2 tháng bạn chịu không nổi, bạn mới quyết định là bạn sẽ đi qua cái phòng, cái dãy kế bên, là cái túc xá kế bên là cái túc xá 2. Là bạn đi qua đó đó, khi mà bạn đi tham quan thử bạn thấy á, nó sạch sẽ, nó rộng, mà nó rộng gần gấp đôi cái bên đây luôn. Đó thì bạn mới nghĩ trong lòng đó, thôi chắc đi qua đó chắc là nghĩ là giá nó sẽ mắc. Nhưng mà thà vậy đi, chứ mình ở mà nó ồn ào, mình không tập trung, mình học hành gì được, nó cũng vậy ha. Bây giờ mình qua đó mắc hơn thì mình tập trung, mình học hành, mình có thời gian ngủ nghỉ, mình đi làm thêm thì mình cũng bù được cái số tiền đó. Bạn mới quyết định là trả lại cái căn phòng nhà trọ này, bạn đi qua nhà trọ kia để bạn ở. Thì khi đi qua đây, cái người chủ nhà trọ nói cái giá bạn còn không tin luôn á, nó còn rẻ hơn cái nhà trọ thứ nhất. Mà đi qua đây nha, thứ nhất sạch sẽ hơn, thứ hai rộng rãi hơn, cái thứ ba giá rẻ hơn, cái thứ tư nữa ít người ở hơn luôn. À, trong đây một cái ký túc xá như vậy là nó phải là khoảng cỡ 100 cái phòng trọ như vậy. Mà ở trong đây ở tầm khoảng cỡ 30-40% mà đặc biệt á, cái dãy của bạn nằm ở tầng 4 á, thì lúc đó hình như là chỉ có khoảng cỡ 3-4 phòng ở thôi à. Nó im lặng vô cùng. Mà du học sinh mà mọi người, những người đi học, đi làm, người ta rất là thích những cái gì nó im lặng. Ok, quá tốt luôn, mới qua đây ở. Tháng đầu tiên, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng bắt đầu tới cái tháng thứ hai nha. 30 ngày trong cái tháng thứ hai đó là 30 ngày đối với bạn thực sự là kinh dị. Tới cái nỗi mà bạn stress, tới nỗi mà bạn đã từng nghĩ tới cái chuyện mình sẽ phải đi tự tử luôn đó. Nó áp lực tới nỗi như vậy. Chuyện gì mà kinh khủng vậy. Qua ngày thứ 31, bắt đầu là cái ngày đầu tiên của tháng thứ hai. Cái đêm hôm đó bạn nằm bạn ngủ á. Bạn ngủ không được. Tới 2-3 giờ thì bạn nghe ở đâu trên trần nhà của mình á, ở trên cái trần phòng của mình á, có két rì rào đùng đùng lợp cập. Bạn tưởng tượng giống như là ở trên đó là một cái trung tâm tiệc cưới mà chuẩn bị mà có khách vô tới, người ta kéo bàn, kéo ghế, người ta cười giỡn với nhau, nó giống y chang như vậy. Giống như là ban đêm ban hôm mà có người tổ chức đám cưới ở trển nha, chỉ có cái là không có giọng nói, không có nhạc, không có MC dẫn chương trình thôi, chứ mà còn tiếng bước chân, tiếng kéo bàn kéo ghế y như trong một cái hội nghị đám cưới. Mọi người tưởng tượng tới đó. Nó ồn tới nỗi như vậy mà nó kéo dài 1 tiếng đồng hồ. 4-5 giờ sáng bạn mới ngủ được. Lên trên trường học của bạn, bạn ngủ gật không luôn á. Đêm thứ hai cũng bị như vậy nữa. Nhưng mà tại sao lúc đó là bạn không có đi, bạn kiểu như bạn kiến nghị với chủ phòng trọ liền? Bởi vì bạn là một cái người, bạn nói là bạn cũng sống hơi nội tâm và bạn cũng hay rụt rè cái vấn đề mình nói chuyện với người này người kia. Và thêm cái nữa, mình là phận mình là du học sinh, đi qua đây chủ nhà trọ lại là người Hàn Quốc, đâm ra nhiều khi mình nói chuyện cũng không có tiện. Thì bạn nghĩ trong lòng thì bạn nói, nếu mà nó ồn ào như vậy nha, bạn nói á, nếu mà nó ồn ào như vậy thì chắc chắn là nguyên cả một cái nhà trọ này, nguyên cả một ký túc xá này phải nghe. Thì chắc chắn sẽ có một người nào đó đứng ra để mà nói chuyện với người ta. Mình không cần nói, mình chỉ cần chịu đựng tầm khoảng cỡ 3-4 ngày thôi. Là chắc chắn là sẽ có người nói rồi. Chứ hơi đâu mà đêm nào cũng sửa chữa thì nọ, mệt mỏi quá đi. Nhưng kéo dài 1 tuần lễ liền luôn, không có ai nói gì hết. Và cái âm thanh nó cứ đêm nào cũng vậy. Lúc này bạn mệt mỏi vô cùng, vừa đi làm, vừa đi học, mà bây giờ ban đêm cũng không được ngủ nữa. Lúc đó bạn mới thử, bạn đi vòng vòng phòng, mà đi vòng vòng tầng 4 nha. Cũng có một vài du học sinh người Việt ha. Ở tầng 3 cũng có một vài người đi hỏi ha. Không một người nào nghe hết mọi người. Có đâu, tao ngủ đây yên mà, trời ơi, bên đây ngon hơn bên kia trời ơi nhỏ xíu rồi dơ dái ồn ào. Chứ ở bên đây tao ở tháng nay cũng êm ru à, không nghe gì hết trơn đó. Bạn nói là cực kỳ vô lý nha, cái âm thanh nó lớn đó. Trời ơi, hội nghị đám cưới mà mọi người tưởng tượng là phải nguyên cái nhà trọ nó phải nghe chứ, mà tại sao không ai nghe, chỉ một mình bạn nghe thôi. Thắc mắc quá, bữa đó nhân cái cơ hội được đi học về sớm, mới đi thử lên trên cái tầng, ở trên cái tầng 5 đó, mình gọi là cái tầng 5 coi là cái gì. Thì thật ra đó, cái căn nhà trọ đó không hề có tầng 5, mà ở trên đó nó dạng giống như là cái sân thượng, rồi họ làm cái mái che tạm bợ và để toàn bộ ha, ghế bàn cũ hư hao. Nó không phải là một cái nhà kho, mà nó giống như là một cái bãi rác khổng lồ vậy đó. Ghế này nọ đã bị gãy này nọ, tùm lum tùm la, những cái đồ không sử dụng tới và không sử dụng được luôn, để nhét ở trên đó hết trơn vậy đó. Không hề có một người nào ở trên đó hết. Rồi cũng hơi nghi rồi ha, cũng hay bắt đầu có vụ gì rồi nha. Bắt đầu qua tới ngày thứ 8 là cái tuần thứ hai đó nha, không còn nghe gì nữa. Ok, tưởng đâu êm rồi. Thì cái tuần thứ hai nó lại rơi vào cái lúc gọi là cuối năm, nghỉ cuối năm ở bên Hàn Quốc. Thì á, nghỉ cuối năm như vậy chỉ những người nào gọi là người Hàn Quốc đi học đó thì người ta mới về quê, giống như là mọi người ở đây nè. Mọi người đi lên Sài Gòn, mọi người học, cuối năm mọi người có quê, mọi người về. Còn bạn này, bạn là du học sinh mà, đâu có tiền đâu mà mua vé máy bay, bay về Việt Nam. Thành ra đó là trong cái phòng trọ của bạn lúc này là hầu như là chỉ còn tầm khoảng cỡ 10 mấy người thôi. Còn những người còn lại người ta về quê hết trơn, những người Hàn Quốc về quê, những người Việt Nam ở lại. Thì những người Việt Nam người ta ở lại đó, cuối năm người ta được nghỉ học, người ta cũng đi chơi, đi du lịch này nọ. Thành ra có một cái ngày đó nha, nguyên cả một cái tầng 4 của bạn nha, chỉ có một mình bạn ở thôi. Cái này là nói về cái phòng trọ kế bên của bạn, 2 căn sát vách nhau. Thì căn này bạn nói là nó có cái cửa sổ nữa. Những lần trước bạn đi ngang thì bạn đã biết bên đây là của một cái chị người Hàn Quốc. học chung trường với bạn luôn, nhưng mà kiểu như là lớn tuổi hơn bạn. Thì cái lúc đó thì người ta đã khóa cửa ngoài, người ta bóp khóa lại và người ta còn dán một cái dòng chữ là không có ở nhà, kiểu như chữ Hàn Quốc đó, không có ở nhà, đang về quê ăn Tết hay sao sao đó, kiểu như nội dung nôm na là như vậy, là biết không có nhà rồi. Khoảng cỡ cái đêm hôm đó bạn đang nằm ngủ, tới đâu 2-3 giờ không còn âm thanh cọt kẹt trên lầu nữa, mà cái âm thanh bên phòng ngủ đó, cái âm thanh tắm rửa mọi người. Không phải là tiếng nước chảy xè xè như mình hay kể, mà thật sự đó là cái âm thanh của một người đang tắm. Tắm âm thanh nó làm sao? Chắc mọi người thường mọi người tắm, mọi người đâu có nghe âm thanh mình tắm đúng không? Có nghĩa là vậy nè, tiếng nước mà nó chảy xuống dưới đầu mọi người, xè 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 xong, nó nhiễu tỏn tỏn xỏn xong. Rồi nghe tiếng kỳ nữa, giống như là cái bông tắm của mình mà mình chà vô người mọi người, mình nghe cái tiếng gì nè. Đó, chà 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 vô ha. Đó, rồi nghe tiếng lau mình cũng vậy đó, lau sọt soạt sọt soạt. Rồi nghe tiếng giật nước này nọ đồ nữa. Thì bạn cũng nghĩ nói, ủa không lẽ bà này bà đi lên rồi, kiểu như vậy. Mà đi lên cái gì mà đêm hôm khuya khoắt 2-3 giờ mà tắm rửa kiểu này sao ta ngủ. Phòng mà nhà trọ mà một người toàn là dán ép không, mà bên kia người ta ách xì hay là người ta nói nhỏ mình cũng nghe nữa, ồn ào ngủ không được. Tới sáng hôm sau thôi, đi vô bển nói bà nói khéo bà coi làm sao. Sáng đi ra đó, ổ khóa vẫn còn bóp, dòng chữ vẫn còn ghi và cửa sổ vẫn còn khép. Có nghĩa là họ chưa có về. Hơi nổi da gà nha, nhưng mà thôi trễ giờ đi học cái. Đi học xong rồi chiều đi làm thêm, tối về ngủ quên mất tiêu hà. Ngủ cho tới tối lại tiếp tục như vậy nữa. Nghe tới bắt đầu là nghe tới cái hành động mà giống như là có một người sống bên đó vậy đó. Nghe tiếng sọn chén sọn muỗng rồi bắt đầu là những cái bình đun sôi siêu tốc đồ ha, rồi bắt đầu là chế giống như nấu mì ăn ha, rồi xong ăn xong cái bắt đầu đi ị xong cái bắt đầu đi tắm. Trời ơi, tôi nói sinh hoạt y như có một người vậy đó, một người sống bên đó vậy đó. Lúc này bạn biết rồi, im ru, không nói một cái gì luôn. Cho tới lúc đó là nghỉ rất là dài, nghỉ đâu tầm khoảng cỡ gần tuần lễ lận. Một tuần lễ liên tục, gặp thêm tuần trước bị trên đầu, bây giờ là tuần này bị kế bên, 2 tuần liên tục luôn. Cho tới khi cái bà chị kia bả lên rồi, bả say hello này nọ, rồi là biết có mặt của bả lên rồi đó, thì bắt đầu là mới ngủ êm được 1-2 ngày đó. Là lúc đó khi mà bả lên thì đương nhiên người ta lịch sự mà, ban đêm người ta không làm gì hết trơn đó. Mà cũng mình không có tiện mình nói ra đúng không? Tại vì mình cũng là người Việt Nam, người ta người Hàn Quốc. Biết đâu người ta không có tin những chuyện đó, rồi người ta nói mình bậy bạ này nọ đâu nữa. Im luôn, thôi bây giờ êm để cho mình ngủ là được rồi. Nhưng chỉ được có 2-3 ngày thôi. Bạn chưa kịp hoàn hồn, bạn chưa kịp lấy lại sức khỏe nữa. Lúc này bạn stress vô cùng rồi. Tới cái tuần lễ thứ 3, bắt đầu bạn bị đè luôn mọi người. Là bây giờ đụng chạm tới bạn luôn. Tối đó bạn đang nằm ngủ như vậy nè. Bạn bị thức giấc là bởi vì bạn cảm nhận được có một người ôm mình từ phía sau. Trời ơi, nghe cái từ ôm phía sau nghe nó tình cảm nó lãng mạn gì đâu. Nhưng mà bạn đâu có ghệ đâu mà ai ôm bạn từ phía sau. Cái phòng đó mình đang khóa phía trong mà phòng đó phòng một người. Ai ôm phía sau giờ đó mà lãng mạn lãng nhách gì nữa. Đang nằm ngủ mà ôm nha. Thọt cái tay vô con gái mọi người. Thọt cái tay vô hông như vậy nè, thì mình bắt đầu mình nhột rồi, thì mình cứ tưởng đâu là cái mền, cái gối gì nó va quẹt vô thôi. Tại vì cơ thể con gái thì thường khá là nhạy cảm đúng không? Thì bạn bắt đầu là bạn mới lấy cái tay bạn rờ thử coi cái gì đụng vô, bạn rờ mà không có. Nói à thôi chắc mình ngủ cái gì đó kệ nó đi, đang ngủ mà. Để cái tay lên trên má mình nằm ngủ như vậy nè, đang nằm ngủ như vậy. Thì lúc này lại tiếp tục cảm nhận rõ ràng là nguyên một cái tay luôn. Dòng vô cái eo của bạn mà rất là lẹ nha. Hồi nãy là chậm thì bạn mới kiểu như là bạn gờ sự thật được ha. Còn cái lần thứ 2 là nó nhanh lắm. Nó sọt cái tay vô một cái và nó siết cái hông bạn lại, giống như là trời ơi mình nói là người yêu với nhau mà bạo lực á. Mà ôm mà siết cái hông bạn lại, bạn ná thở bằng đó, siết lại như vậy, siết một cái là bạn lên một cái như vậy nè. Người bạn đè cứng ngắc luôn. Và bạn phải chịu cái cảm giác đó suốt 2-3 phút đồng hồ. Bạn cứ tưởng đâu bạn chết không á. Lúc đó mới thầm thì những cái câu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Chú Đại Bi nọ đồ, mới giãn ra từ từ. Rồi thì chỉ một cái hiện tượng đó thôi, nó quất cho một tuần lễ liền. Cứ nằm ngủ là siết một cái ót một cái, niệm Phật buông ra. Đang nằm ngủ siết cái ót, niệm Phật buông ra. Nghe nó mắc cười ha, nghe mình cái dân dã nó mắc cười, nhưng mà nó rất là ghê như vậy luôn đó. Nó đời, nó thật như vậy luôn. Cứ đang nằm ngủ cái bắt đầu nó siết một cái ót một cái là em hước lên một cái. Rồi bắt đầu là niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Phật. là nó giãn ra. Nó làm liền tù tì một tuần lễ liền. Lúc này là tuần thứ ba rồi chứ. Là stress cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào. Trong khi mình bị cái gì ban đêm kệ mình. Giáo viên trên trường người ta đâu cần biết, đúng không? Rồi những cái người quản lý trong chỗ làm của bạn, họ cũng đâu cần biết. Họ chỉ biết là mày phải học, mày phải làm. Thành ra là bạn vẫn phải làm, bạn vẫn phải học. Nó mệt mỏi vô cùng tận mọi người. Chưa hết một tuần lễ đó, bạn cứ nghĩ là ừ, mình niệm Phật là mình chống cự vậy thôi, cũng đỡ đỡ rồi ha. Bắt đầu tới cái tuần cuối cùng của cái tháng đó, cũng được 2 ngày. Giống như là cho bạn được, giống như là mình đi làm mình được nghỉ cuối tuần vậy đó. Ừ, là cho mày 2 ngày mày nghỉ ngơi đó. Không có bị cái gì nữa hết, tưởng đâu êm rồi. Bắt đầu tới cái tuần cuối cùng, còn có 5 ngày thôi. Lúc này không đè, không âm thanh, không gì nữa. Mà thấy, lúc này mới thấy nè. Đang nằm ngủ, thấy cái gì nó phớt phớt trước mặt. Giật mình mở mắt ra, nguyên một cái làn khói, như mình đã từng nói, một cái làn khói mà khói shisha đó. Những bạn trẻ hay giờ hút shisha, hút váp này nọ rồi đó. Một cái làn khói nó bay vòng vòng, mà nó bay có đường có lối nha. Nó bay vòng vòng trong cái phòng của bạn, nó cứ bay tới bay lui. Thì khói cũng kệ, tại vì thật sự là bạn bị đè, bạn bị này bị nọ, lúc đó là bạn cũng hơi bị lì rồi đó. Thật sự là bạn hơi bị lì đối với chuyện ma cỏ rồi đó. Nhưng mà nó cứ làm phiền hoài. Làm phiền bằng cách nào? Thôi mày bay thì kệ mày, để tao ngủ đi, đúng không? Không, bạn nhắm mắt bạn ngủ là nó bay xà vô mặt của bạn. Mà giống, nó không phải là giống bàn tay nha, mà giống như mọi người lấy một cái khăn mà chùi mặt, hay là một cái khăn hoàng cổ của những bạn học sinh đó, mà bạn phớt phớt trước mặt á, mà mọi người lấy phớt phớt trước mặt mọi người đó, là nó giống như vậy đó. Cứ mình nhắm mắt mình ngủ là nó cứ là đà trước mặt mình. Mình mở mắt ra thì nó cứ bay vòng vòng phòng mình. Không biết bằng cách nào, không biết làm sao cho nó hết. Thực sự trong lòng bạn, bạn muốn quỳ bạn lại, bạn năn nỉ trời ơi là trời. Tôi là du học sinh bên này, tôi cực khổ lắm, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm ơn tha cho tôi đi. 1 tháng trời rồi tôi chịu hết nổi nè. Không, cứ 5 ngày liên tục như vậy cho tới cuối tháng luôn đó, bạn chịu không nổi nữa rồi. Bạn nghĩ nếu mà bạn còn ở bên này nữa chắc là bạn tự tử bạn chết. Thật sự, tại vì quá sức chịu đựng rồi. Cuối tháng đó, tại sao bạn phải đợi tới cuối tháng? Bởi vì ở bên đó tới cuối tháng bạn mới trả hợp đồng được. Trả hợp đồng tới cuối tháng đó chịu hết nổi rồi. Trả hợp đồng quay trở về cái phòng mà nó vừa dơ, nó vừa hôi, nó vừa nhỏ, nó vừa ồn ào. Nhưng mà nó vừa không có ma. Phải quay về đó, ở ngoài đó ha. Im xuôi, không có bất kỳ hiện tượng gì ma cỏ trên. Đồng ý, một tuần lễ đầu tiên có vẻ là nó hơi ồn, có vẻ nó hơi chật, không có quen, có vẻ nó hơi hôi hám, nó hơi dơ. Nhưng mà rồi thôi, những cái đó thì mình làm quen được, đúng không? Là bây giờ từ một cái người mà ở sạch sẽ mà bây giờ phải làm quen với cái chuyện mà dơ bẩn luôn. Đó là mọi người biết rồi ha. Đó, nhưng mà thôi, một tuần lễ đầu mình quen rồi, sau đó là ngủ nghê, đi làm này nọ, tất cả mọi thứ nó bình thường trở lại. Còn hơn là ở bên kia sạch sẽ đó. Có đó, nhưng mà nó quậy cỡ đó thì chịu sao nổi, đúng không? Thì bạn ở bên đây là êm xuôi, không còn bất kỳ cái hiện tượng gì nữa luôn. Thì lúc đó bạn cũng nghĩ đó, bạn cũng không, bên Hàn Quốc hai chuyện ma cũng có, thì mình nghĩ là cũng không có gì bất ngờ mọi người ơi. Tại vì Hàn Quốc thì cũng là người Á Đông mà, thì cũng giống như người Việt Nam mình thôi. Thì cái chuyện ma cỏ đó cũng có, chắc có thể thấy bạn này là một bạn nữ, rồi nhiều khi vô đó ở, rồi cũng du học sinh này nọ, rồi cũng chọc ghẹo như vậy thôi. Mà cũng có thể là những cái câu kinh, câu kệ, rồi cúng kiến này, họ là người Hàn Quốc thì cái phong tục họ lại khác. Chắc là những cái đó nó không có hiệu nghiệm. Thôi, bây giờ cách cuối cùng là chuyển về nhà trọ cũ ở là không sao ha mọi người ha. Rồi, đó là toàn bộ cái câu chuyện của một bạn tên là một bạn giấu tên, nhưng mà mình đặt tên là Thư. Bạn đã gửi về câu chuyện ma bên Hàn Quốc ha. Hình như mình nhớ không lầm, đây cũng là lần đầu tiên mình kể chuyện ma bên Hàn Quốc luôn thì phải ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện cuối cùng này có một bạn có cái tên là Nguyễn Văn Bình, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn nói thời điểm đó là nhà bạn có, bạn ở, cái câu chuyện này xảy ra trong nhà bạn luôn. Nhà của bạn thì là một cái miếng đất nó rất là lớn. Bề ngang thì nó khoảng cỡ 10 mét và cái chiều sâu nó tới 50 mét lận. Và nhà bạn thì tuốt ở trong cùng của đất luôn. Thành ra từ nhà bạn phải đi ra một cái khoảng sân nó rất là dài để mới bước ra ngoài lộ được. Và vào cái thời điểm năm đó đó là nhà bạn mới quyết định là sẽ để dành cái phần đất phía trước là để xây lên một cái tiệm tạp hóa để mà buôn bán. Thành ra mọi người tưởng tượng một miếng đất ngang 10 mét, dài 50 mét ha. Rồi thì từ ở phía ngoài mặt lộ đi vô tầm khoảng cỡ 5 mét là được xây lên một cái nhà giải chiến để mà làm tập quá. Rồi sau đó mới tới một cái khoảng sân lớn, và sau đó mới tới cái nhà chính của bạn là nhà ăn này nọ, nhà ở ở phía trong cùng ha. Thì khi mà ở như vậy rồi, ba mẹ của bạn đáng lẽ là ở trong nhà chính thì không ở nữa, mà phải xây một cái phòng nhỏ ở ngoài tiệm tạp hóa để mà buôn bán luôn. Bởi vì nhiều khi đêm hôm người ta gõ cửa mua mình cũng phải bán nè. Rồi mình cũng trông coi sổ sách này nọ các cái. Thì lúc này nó có một cái câu chuyện như thế này nó xảy ra. Lúc đó đó thì ông nội vừa mới mất tầm khoảng cỡ vài tháng. Cái đêm hôm đó nằm ngủ thì bạn không có gặp đâu nha. Nhưng mà mẹ của bạn và cái đứa em của bạn nó gặp. Mẹ của bạn đang nằm ngủ, kế bên mẹ là ba, nằm ngủ trên một cái giường nó cũng hơi nhỏ. Mẹ đang nằm ngủ như vậy thì mẹ bị đánh thức là bởi vì mẹ thấy nguyên một cái tay nó không phải là tán vô mặt. Mà mọi người tưởng tượng là ai mà có chồng, có vợ đang ngủ mà tự nhiên chồng mình nó quay qua mà để nó gác cái tay mặt mình, nó gác. Đó, gác cái tay cứ bóp lên mặt cái gì nè. Thì mẹ mới giật mình, mới tỉnh giấc một cái mẹ mới lấy cái tay, mẹ tính là mẹ chụp cái tay của ba, mẹ giật quá tại vì tưởng tay của ba không hà. Nhưng mà mẹ chụp cái tay cái mẹ chụp hụt. Mày chụp cái tay cái mày chụp vô cái mặt mẹ vậy nè. Chứ mày cũng đang ngáo ngủ mà. Ông này, mày ngủ làm gì mà quơ tay quơ chân. Làm chắc sáng mệt mỏi quá mớ. Thôi kệ, vô giấc ngủ tiếp. Đang nằm ngủ chút xíu nữa, bắt đầu là lúc này á, thì cái tay nó không còn gác một cái bụp lên nữa. Mà rờ nhẹ nhẹ mọi người. Đưa cái tay qua rờ trên mặt, rờ trên mặt như vậy nè. Đó, thì bắt đầu mẹ không có lấy tay mẹ gờ đâu nha. Mẹ nói, ông này, ngủ đi. Mai sáng sớm buôn bán rồi mệt khiều cái gì mệt ghê á. Mẹ nói như vậy luôn rồi mà cái tay cứ rờ như vậy nè. Cái mẹ bực quá đi, mẹ mới tính là mẹ chụp cái tay đó để mẹ giục ra. Thì mẹ vừa chụp cái tay lại tiếp tục chụp hụt. Trong khi cái tay mẹ cảm nhận cái tay đang để trên mặt như vậy nè. Mà lấy cái tay kia chụp lên thì bắt đầu cái tay nó biến mất mà chụp vô cái mặt của mình không à. Trời ơi, lúc này mẹ mới nổi da gà nha. Mẹ nổi da gà, mẹ nói trời ơi, 2 lần rồi, phải là 1 lần mình không nói này, 2 lần rồi. Mẹ bật, mẹ ngồi vậy, mẹ nhìn qua thì thấy ba đang quay lưng lại với mẹ mà đang ôm cái gối ôm, ngủ ngái khò luôn. Vậy chắc chắn không phải là ba, mà trong phòng nó chỉ có 2 người, phòng thì khóa cửa trong. Vậy là ai? Im, để đó. Bắt đầu đồng thời cái lúc đó luôn là nói về cái người em của bạn Nguyễn Văn Bình ngủ ở trong phòng, trong căn nhà chính. Đang nằm ngủ như vậy nha. Khóa cửa trong, lúc đó em của bạn Bình thì cũng là con gái, em gái mà cũng tới cái tuổi trổ mã rồi. Thì con gái, mọi người, mình vô phòng mình phải kỹ lưỡng, nhiều khi tối mình ngủ, mình mất na, mất nết, mình nằm, mình banh càng tùm lum hết. Phải khóa cửa trong chứ. Vậy đó nha, đang nằm ngủ nghe cái tiếng cọc là cái tiếng mở khóa. Tiếp theo sau là cái tiếng kiết. Con gái mà mình bị mở cửa giữa đêm vậy mình phải giật mình chứ. Giật mình tỉnh dậy nhìn qua thì cái cửa nó đang mở ra tầm khoảng cỡ nửa gang tay thôi. Thấy rõ ràng nguyên một cái bóng đen đứng ngay chỗ cái cửa đó mà thấy con mắt sáng hới nha. Nhìn thò lỏ vô như vậy nè. Giống như mình nói là bị ăn trộm rồi, nhìn thò lỏ vô như vậy nè. Thì cái bạn này bạn nói gì, cái người em nó nói gì? Tưởng đâu bạn Bình. Anh Bình, trời ơi tối rồi tự nhiên không mở cửa em làm gì vậy? Thôi đóng cửa lại đi. Vừa nói thì xong cái cửa đóng thiệt mọi người. Vừa nói xong cái cửa đóng khép vô cái cạch. Ngủ tiếp, không có gì xảy ra, ngủ tiếp thôi. Tới sáng hôm sau đi ăn sáng, đi học cũng quên rồi. Tới lúc trưa đi về ngồi ăn trưa với nhau đó, thì mẹ mới kể lại cái câu chuyện như vậy. Nó là tối hôm qua hả, tôi nằm tôi ngủ kế bên ông đó. Tôi không biết tôi bị cái gì mà nhà mình đó giờ đâu có chuyện ma cỏ đâu. Vậy mà sao tối hôm qua tôi đang nằm ngủ, ai lấy cái tay vỗ vô mặt tôi, rồi vuốt cái mặt tôi. Tôi tưởng ông không hà, mà tôi nhìn qua tôi thấy ông ngủ mất tiêu. Thì khi mà nghe kể lại như vậy rồi, cái bắt đầu cái bạn Bình mới nói trời ghê vậy mẹ. Thì khi bạn Bình nói ghê vậy mẹ rồi thì con nhỏ em nó mới nói ghê cái gì mà ghê, tối qua anh làm gì vậy? 2-3 giờ người ta đang nằm ngủ ở đây, tôi cũng là con gái nha. Tôi lớn rồi, tôi nít đâu nha, đang nằm ngủ ông lại ông mở cửa phòng tôi, ông nhìn thò lỏ vô tôi làm gì vậy? Trời ơi trời. Bạn Bình nói trời mày bị khùng hả mày, tao vô phòng mày làm gì, mày bị điên hả? Cái phòng của mày khóa ở bên trong, mày cứ hễ mày vô phòng là mày nhốt mày ở trỏng, mày vô phòng là mày khóa cửa trong, sao tao mở cửa được? Trời ơi lúc này ha, cái mặt của em gái bạn Bình đúng tội nghiệp luôn mọi người. Đúng rồi tối qua em ngủ em khóa cửa trong mà. Ủa vậy sao em nghe cái cạch rồi mở cửa ra là có người đứng dòm em vô mà em nhìn em tưởng anh không mà. Vậy ai mẹ ơi, vậy ai vậy ba ơi, ba ơi. Lúc đó mới biết là ma đó mọi người. Mà bạn Bình khẳng định là bạn Bình không phải là cái người mở cửa nha. Thì cái lúc đó đó, khi mà kể lại như vậy rồi, ba ổng đang ngồi ăn cơm, ổng mới dọng cái chén cơm xuống dưới bàn, gọi là dằn mâm sáng chén, ổng dọng cái cành cái, thôi đi, hai mẹ con tụi bay mệt ghê luôn á, ma cỏ cái gì, không có ma cỏ gì trên cái nhà mình là có thờ này nọ đồ, ông nội mà vừa mất này nọ, không lẽ giờ ông nội về chọc tụi bay, không lẽ em nói vậy ông nội về á, không lẽ giờ ba anh rờ mặt em, rồi còn mày nữa, mày đừng có nói tào lao mới lao. Không có ma cỏ gì vô nhà được hết trơn, tao không có tin mấy cái chuyện đâu, vô con nào tao đập con đó hết trơn. Thôi ăn cơm đi, dục chén cơm mới đi ra, ăn hết ngon hết trơn rồi mới đi. Kiểu như là mình bực tức rồi chửi bới, kiểu như không tin đó. Rồi thì cả nhà cũng im ru, không nói gì nữa. Một tuần lễ sau mẹ mới bay vô Lâm Đồng, mẹ làm công chuyện gì đó. Thì trong vòng một tuần lễ đó, ba bắt đầu ba đổ bệnh. Mà cái bệnh nó ngộ lắm, cứ nhức cái đầu, mà cái đầu nó cứ giật băng tới nổi nha. Không bán nổi luôn, cái tiệm tạp hóa phải đóng cửa một thời gian luôn, không bán nổi luôn. Rồi bắt đầu là mẹ phải từ Lâm Đồng chưa làm công chuyện xong phải bay về, bắt đầu là dẫn ba đi bệnh viện này nọ. Thì vô đó người ta nói là bị tiền đình, bị cái này cái nọ, là cho thuốc bọc nào bọc nấy, trà bá lửa nè. Rồi phải mua một cái viên thuốc mà từ bên Hàn Quốc gì đó gửi về 1 triệu mấy một viên thuốc. Uống vô cũng không đỡ mà hả, trời ơi ba nói trời ơi chắc tôi chết quá, kiểu này chắc tôi chết quá. Mà cứ nói với ba nó, trời ơi anh ơi chắc em nghĩ hôm bữa là ba của anh ông nội đó là hiện về đó chọc con mình với chọc em đó, mà anh hôm bữa anh dằn mâm sắn chén, anh chửi tầm bậy tầm bạ, chừng bị quở đó. Mà đã bị hành như vậy rồi, bệnh đau đớn tới nỗi như vậy rồi mà không tin nha. Thôi bà nói làm sao đó, tôi đang nhức đầu mà sống mấy bà nói hoài mấy cái chuyện ma cỏ hoài. Đó đã không có thì nhiều khi là mấy ngày nay là đó giờ không có buôn bán, mới mở tiệm tạp hóa tính toán này nọ rồi nó nhức đầu đó, chứ không có ma cỏ, bà không có nói gì nữa hết trơn đó nha, không có nhắc tới ma cỏ nghe không. Đó thì cứ vậy hoài mà vợ mà mẹ thấy chồng mình bị gì hoài mẹ xót. Thì mẹ mới lén ba đó, mẹ vô cái bàn thờ của ông nội, mẹ thắp cây nhang lên. Ba ơi ba, thôi chồng con nó không biết, nó cũng cứng đầu lắm, nó vậy đó, nhưng mà thôi con thì con biết chắc là ba hiện về rồi, ba nhớ thương con, nhớ thương cháu trong nhà, ba về ba nhìn mặt thôi. Nhưng mà thôi chồng con nó không tin, nó lỡ miệng nó nói vậy, ba bỏ qua cho nó đi. Chứ nó đau đớn vậy rồi, tiệm tạp hóa cũng không có mở được, rồi tiền điện, tiền nước, rồi tiền học hành con cái không có ai lo. Cắm cây nhang lên một cái, cây nhang cong vòng nha, vừa cắm cây nhang nửa tiếng đồng hồ sau ba vô cười hề hề. Ba ơi, tôi hết rồi ba. Trời ơi, công nhận cái viên thuốc Hàn Quốc nó hay thiệt đó chứ. Không đặt 1 triệu mấy một viên xứng đáng thiệt trời. Uống buổi sáng mà giờ hết trơn luôn, khỏe khoắn ơi, đi ra buôn bán bình thường. À là coi như khỏe khoắn mà chạy phay phay, trong khi hồi nãy nằm da đau đầu quá, bây giờ chạy nhảy bình thường. Thì mẹ im, mẹ đâu có nói, không lẽ nói ông ơi thuốc thang gì ông ơi, tại thắp nhang cho ba ông mới hết. Nói vậy chửi nữa làm sao, trong khi là ba là cái người cũng khá là cứng đầu mà. Nhưng mà thôi kệ nữa, chồng mình hết là được rồi. Đó là từ sau đó trở đi là lâu lâu cứ lén nhà mà có bất kỳ hiện tượng nho nhỏ gì đó nha, là thắp nhang cho ông nội cái. Đó mới kể lại cho bạn Bình nghe, kể lại cho em bạn Bình nghe, nhưng mà nhất quyết không nói cho ba bạn Bình nghe thôi. Thì lúc đó tất cả những người ở nhà đều tin ông nội có hiện diện ở trong nhà. Mà lúc mà sinh thời còn sống nha, ông nội mặc dù lớn tuổi nhưng mà hét một cái là hét ra lửa đó. Ba rất là sợ ông nội luôn. Thành ra là cái thái độ mà chống cự, mà dầm mâm sắn chén rồi nói không tin này nọ, bị giật vậy là phải. Nhưng mà thôi, không ai nói cho ba nghe hết, chỉ là lén lén cúng như vậy thôi ha mọi người ha. Thì từ khi mà cúng như vậy rồi thì ở nhà là không còn bất kỳ cái hiện tượng gì xảy ra nữa luôn ha mọi người. Rồi, đó cũng là toàn bộ cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay do một bạn tên là Nguyễn Văn Bình gửi về luôn. Những cái câu chuyện hôm nay cũng khá là hay nha. Thì nếu mọi người nghe thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết ha. Tới lúc đó đó, người ta có những câu chuyện mà hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Rồi nhớ đừng quên nha, nếu mà có cơ hội thì ủng hộ những cái hàng ăn vặt của mình, như là khô cá thiều nè, khô bò viên nè, bánh bía nè, đó rồi khô gà nữa. Mua hàng bằng cách vào trang ăn vặt Vũ Mập .com, vào đó đặt hàng nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào mọi người.